Chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, Viện Pasteur Nha Trang vừa có kết quả khẳng định 3 trên 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 mà Đà Nẵng gửi trước đó nhiễm biến chủng Omicron. Bốn trường hợp được ngành y tế lấy mẫu để xét nghiệm biến chủng mới trước đó nhập cảnh vào Đà Nẵng từ Malaysia trong ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2021. Do nghi ngờ có thể mắc biến chủng Omicron, thành phố đã quyết định chuyển bốn người này từ bệnh viện giải chiến số 1 lên bệnh viện Hòa Vang để điều trị riêng biệt, tổ chức theo dõi, xét nghiệm những người phục vụ tại sân bay trong thời điểm có những người từ Malaysia nhập cảnh. Hiện nay, 3 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ra viện ngày 10 tháng 1 và hiện đang được theo dõi sức khỏe quê nhà, chứ không phải công dân Đà Nẵng.